Hello, xin chào các bạn. Các bạn nghĩ sao khi mà buổi sáng và buổi tối chúng ta sẽ được trải nghiệm 15 phút massage thư giãn như mình đang được trải nghiệm đây, đúng không? Các bạn hình dung xem là cuộc sống của các bạn sẽ tuyệt vời như thế nào? Các bạn hình dung xem là cơ thể của các bạn sẽ tràn đầy sức sống như thế nào khi mà mỗi một ngày chúng ta dành ra 30 phút để lắng nghe cơ thể của mình, để chăm chút cơ thể của mình, để yêu thương cơ thể của mình và để tái tạo năng lượng như là làm năng lượng cho một ngày đầy phấn khởi, đúng không? Thì hôm nay mình đang ngồi trải nghiệm, đang ngồi trên mẫu FG686, tôi được mệnh danh là vua về vật lý trị liệu. Thì nói gì thì nói, dù rất nhiều các siêu phẩm ra mắt nhưng FG686 vẫn có một chỗ đứng nhất định trong lòng khách hàng cũng như trong lòng mình. Bản thân mình là một người rất là tinh ý về các sản phẩm về massage, rất là tinh ý, và mình cũng có một phần là lấy khắt khe, có một phần là lấy khắt khe, cho nên là khách hàng đến các showroom của mình thì đều nói là đến showroom của em khác hẳn so với showroom khác, bởi vì là ngồi sản phẩm nào cũng thấy nó khác, nó chất lượng. Thì mình có một cái quan điểm là tất cả những cái gì mà mình cung cấp, mình bán cho khách hàng thì đều là những cái sản phẩm mà mình sẽ thật sự ưng ý thì mình bán cho người khác, chứ mình không có khái niệm, là mình bán sản phẩm đó vì lợi nhuận cao, mình bán sản phẩm đó vì hoa hồng cao, không có điều đó. Mà mình bất cứ sản phẩm nào khi mình bán, mình đưa tay người tiêu dùng, nó đều là cả một sự trải nghiệm, nó đều là tâm huyết của mình ở trong đó, và nó đều là những cái mà mình chắt chiu, mình muốn khách hàng, muốn mọi người cũng được trải nghiệm giống như mình. Thì với bộ FG686 này nó cũng là một trong những sản phẩm mà mình rất tâm huyết, mình muốn mọi người trải nghiệm nó nhiều hơn. Đó là vì đây là bộ ghế massage thiết kế bàn chân sụp, massage rất là chuyên sâu về bàn chân. Như các bạn biết là bàn chân nó là nơi tập trung rất nhiều các huyệt đạo cho cơ thể của chúng ta. Người ta mệnh danh, người ta ví cái bàn chân là trái tim thứ hai cơ thể, bởi vì khi massage sâu vào phần lòng bàn chân ấy, thì nó đả thông gần như toàn bộ các huyệt đạo trong cơ thể của chúng ta, nó giúp ta thông kinh hoạt lạc, nó giúp chúng ta ăn ngon hơn, ngủ sâu giấc hơn, nó giúp hệ xương khớp, hệ tiêu hóa, hệ bài tiết, hệ tim mạch, hệ thần kinh của chúng ta nó đều hoạt động cách trơn tru rất là nhiều, đúng không? Cái thứ hai nữa, đây là một mẫu thiết kế với thân rời thì nó sẽ giúp triệt tiêu các cái điểm yếu của các cái mẫu ghế massage 3D, đó là cái phần thắt lưng nó sẽ không được sâu, thì với mẫu ghế FG686 này nó sẽ triệt tiêu được cái nhược điểm đó. Cái thứ ba nữa là cái mẫu ghế này nó cái kiểu dáng nó rất là hiện đại, nó rất hiện đại với hai tông màu là trắng vàng và ghi xám, thì nó đều có thể làm hài lòng được gần như tất cả các khách hàng khó tính nhất về gu thẩm mỹ, đúng không? Và đặc biệt là mỗi FG686 này thì động cơ của nó vô cùng bền bỉ, với kinh nghiệm của mình, với các sự trải nghiệm khách hàng cũng như là cái quá trình khách hàng sử dụng, thì đây được đánh giá là một trong những mẫu ghế nồi đồng cuối đá hiện nay trên thị trường Việt Nam mình, đúng không? Nó rất là bền bỉ, chi tiết, động tác đấm ở lưng này, đấy là đang đẩy cái phần bả vai này, đúng không? Động tác đấm, vỗ, nhào, nếp cực kỳ chi tiết, cực kỳ chuyên sâu, và nó thật sự nó đáng đồng tiền mặt nào, thật sự nó đáng đồng tiền mặt nào. Các bạn hình dung nhé, buổi sáng trước khi đi làm, các bạn có một sản phẩm như này, các bạn trải nghiệm ở tại nhà, các bạn sử dụng thì nó sẽ giúp cho ngày làm việc hôm đó các bạn nó hưng phấn, nó thoải mái, nó nhiều năng lượng. Và các bạn hãy hình dung là sau một ngày làm việc dài mệt mỏi như vậy, buổi tối về các bạn trước khi đi ngủ các bạn ngồi 15 phút thì nó sẽ giúp cho giấc ngủ chúng ta nó sâu, đúng không? Nó giúp cho tinh thần chúng ta thư giãn, nó giúp cho chất lượng cuộc sống của các bạn nó được lên một tầm cao mới. Thì đây là cái vấn đề mà mình muốn mọi người hãy nhận thức sớm, được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu, bởi vì sức khỏe nó là hữu hạn, đúng không? Thời gian nó là hữu hạn, cho nên là chúng ta hãy trân trọng từng phút từng giây, hãy yêu thương cái bản thân mình,
hãy lắng nghe cơ thể của mình, hãy thấu hiểu cơ thể của mình xem là như thế nào, đúng không ạ? Thì để làm như vậy thì nhất là mình khuyên các bạn là một năm chúng ta nên đi khám tổng quát 2 lần, 6 tháng 1 lần, còn nếu không tối thiểu cũng phải là 1 năm 1 lần chúng ta đi khám tổng quát để xem là cơ thể chúng ta có những bộ phận nào, có những cơ quan nào cần phải điều chỉnh cái chế độ dinh dưỡng, chế độ luyện tập, chế độ sinh hoạt để tránh tình trạng là khi phát hiện ra bệnh thì là quá muộn, đúng không? Thứ hai nữa là các bạn hãy có một chế độ luyện tập thể dục thể thao một cách hợp lý, bài bản, khoa học. Cái thứ ba là các bạn có một chế độ dinh dưỡng lành mạnh, và thứ tư là hãy mỗi ngày nên dành cho mình 30 phút để lắng nghe cơ thể của mình, đúng không? Lắng nghe xem cơ thể của mình đang cần gì, đang muốn gì để chúng ta có thể điều chỉnh để có thể có chất lượng cuộc sống tốt nhất nhé. Xin chào các bạn, mình là Chu Quang Huy.